Xin chào tất cả mọi người. Hoàng Đắc Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông BEE và được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 17h50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Khi đến với Khẩu vị ngôi sao, chúng ta sẽ được lắng nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về việc ăn uống, dinh dưỡng của các nghệ sĩ tham gia chương trình, đặc biệt là những kỷ niệm của họ về từng món ăn. Bên cạnh đó là hai món quà đến từ hai fan hâm mộ ngày hôm nay dành tặng cho thần tượng của mình, được chế biến bởi tài năng của họ qua những nguyên vật liệu mà chúng tôi đã chuẩn bị. Không biết là những món ăn nào đang sẵn sàng để phục vụ cho thực khách đặc biệt ngày hôm nay. Đó chính là diễn viên nghệ sĩ Lê Huỳnh. Chào anh. Hey. Khỏe không anh? Hai Hoàng Rapper. Dạ. Lúc nào anh Huỳnh cũng phong độ hết ha. Ừ thì phải đeo theo em chứ. Dạ. Cái phong độ này nó quyết định từ nhiều yếu tố lắm. Về tinh thần nè, lạc quan, tự nhiên mình thấy mình thanh xuân, mình tươi trẻ hẳn. Đúng rồi. Và bên cạnh đó là dinh dưỡng phải đầy đủ nữa. Đúng rồi. Anh để nha, kể từ khi mà có Mỹ Linh đồng hành cùng với anh á, lúc nào cơ thể anh cũng dồi dào năng lượng hết á. Tại em biết sao không? Sao vậy? Mỹ Linh nấu ăn rất ngon. Mà có món ăn là mới có dinh dưỡng. Hợp lý quá. Nhưng mà anh cũng đâu phải là người dễ ăn đúng không anh? Anh phải đúng cái gu của anh. Đúng gu của anh. Đúng rồi. Dạ. Gu của anh đó là gu ăn mặn. Mặn nha, mặn đậm đà. Cái gì ra cái đó. Cái gì ra cái đó. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá khẩu vị ngôi sao của anh Lê Huỳnh. Xin mời anh vào phòng khách. Rồi. Em mời anh. Ok, mời bạn. Nhà mới của em. Dạ. Khang trang quá ha. Dạ, cũng tích góp được nhiều năm. Cũng 5 mùa chứ nhiêu anh. Dạ. Vô nhà này tự nhiên thấy đói bụng liền. Dạ. Thì quan trọng là không biết là nấu món nào để vừa miệng với anh đây. Thôi bây giờ đầu tiên á là anh đặt hàng trước đi. Anh ghi ra hai món ăn ngày hôm nay mình muốn thưởng thức rồi mình nói chuyện tiếp. Đặt hàng trước hả? Dạ. Tham gia. Rồi xong. Anh úp bàn xuống. Dạ. Cảm ơn Huỳnh. Có một khoảng thời gian thì mọi người thấy là anh định cư và lập nghiệp ở bên Mỹ á. Thì khi mà xa quê hương vậy thì cảm giác nhớ nhà, nhớ bữa cơm gia đình ra sao anh? Hồi mới qua đó, Hoàng biết sao không? Trời ơi, nhớ những cái món ở Việt Nam vô cùng luôn. Dạ. Mà nhớ nhất là mấy cái món thịt kho, hột vịt. Dạ. Ở bên đó lúc đó đâu có đâu. Dạ. Trời ơi, thèm mà chảy nước mắt luôn. Bây giờ vì nhu cầu của cái người châu Á, người ta qua bên Mỹ người ta sống cũng nhiều. Dạ. Cho nên là những cái thực phẩm mà châu Á đó nhập vô cũng nhiều lắm. Chợ Việt Nam mình đầy hết. Nguyên liệu đồ ăn có thể ngon, nhưng mà người xưa cảnh cũ nó vẫn là quan trọng hơn. Thì cái đó cảm xúc của mình nhiều hơn đúng không anh? Đúng rồi. Có món nào khiến cho anh không thích hay là nhớ đến những kỷ niệm buồn hay là ăn vô bị giếng? Có mấy món luôn á. Ví dụ anh ăn có một lần anh bị trúng cái giờ là anh không bao giờ ăn món đó nữa luôn. Trời ơi. À. Là món tôm sống mà ăn bù tạt đó. Còn những món sushi thì sao? Nó cũng là sống đấy. Anh ăn được không? Sushi thì cá thì anh không ăn nha. Dạ. Ví dụ như cá, món cơm gia đình thì anh không ăn cá. Cái nhất anh lừa xương không được. Dạ. Ấy ai ăn không mắc xương mà anh ăn cá là anh mắc xương. Dạ. Ngộ ta. Cái thứ hai cá nó tanh, cái mùi tanh anh chịu không nổi. Dạ. Cho nên là nhỏ lớn là anh không ăn cá. Nhưng mà sushi thì anh ăn được. Tại sushi là người ta làm cái phi lê của con cá. Dạ đúng rồi. Nó không có xương. Dạ. Lóc luôn cái da rồi nó không có tanh. Dạ. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Và ngày hôm nay sẽ là một người bạn của Hoàng Đắc Bơ. Và tôi tin chắc chắn rằng bữa tiệc ngày hôm nay sẽ rất là ngon miệng đây. Bởi vì cô ấy là một trong những diễn viên rất tài năng, bên cạnh đó rất dễ thương, xinh đẹp mà cực kỳ đảm đang. Xin mời quý vị chào đón diễn viên Nguyễn Mỹ Linh. Yeah. Trời ơi, dễ thương quá. Linh đến đây nào. Chào Linh. Dạ. Dạ. Cái này. Ăn gì mà càng ngày càng trẻ ra anh ta? Vì hôm nay á, là em quay với anh. Em biết anh là một người rất là năng động, là trẻ trung nữa. Thì cho nên em nay em mới vô nói với bạn make up á, em làm sao mà bữa nay cho chị thành 16 tuổi. Thành công đúng không? Anh ra nhìn ra 18 đó. Thì nói chung là cho 9 điểm đi. Xin mời cô gái 18 tuổi về ghế ngồi nào. Dạ. Mời em. Dạ. Phòng khách nhà anh đây. Bữa nay là anh mời em qua đây để anh cho em ăn đúng không? Ăn bắp hả? Không. Bắp này là một phần trò chơi rất hấp dẫn mà không phải là dành cho em, dành cho hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay đến để giao lưu cùng với Nguyễn Mỹ Linh. Có hai fan hâm mộ tới gặp em nữa. Đương nhiên. Trời. Anh đã chọn ra hai bạn fan nam rất là điển trai. Hai nam luôn hả? Hai nam. Trời ơi. Vậy là hôm nay là em là người đẹp nhất nhà rồi. Anh được biết là em còn rất là đảm đang nữa. Nấu ăn rất là ngon. Nhưng mà thời gian em đi phim quá nhiều. Thì làm sao để em nấu cơm cho anh Lê Huỳnh ăn? Em thường thì dành những cái buổi như là lúc lịch mà trống á, thì em sẽ ở nhà dành trọn hết nguyên một ngày đó để nấu những cái món chồng em thích. Ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với phần khẩu vị là sẽ phải liên quan đến ẩm thực, nấu nướng. Và cái đó là cái tình cảm của fan hâm mộ dành tặng cho nghệ sĩ thần tượng mà mà họ yêu mến. Dạ. Sẵn sàng nha. Dạ. Mà trước khi có được những cái phần thể hiện tài năng nấu nướng của các chàng trai, Mỹ Linh phải order đồ ăn, phải đặt hàng thì nhà hàng chúng tôi mới phục vụ được. Dạ. Hai món ăn nào mà mang lại cho Mỹ Linh nhiều cảm xúc, nhiều sự thú vị, nhiều kỷ niệm hay là hợp khẩu vị mình, cứ ghi vào hai món luôn. Bữa nay cho em ăn hai món luôn. Đây là một anh chàng cực kỳ đa năng. Anh ấy là một nhà thiết kế, một siêu mẫu điển trai, và bên cạnh đó là một diễn viên tài năng. Đó chính là nghệ sĩ Trương Thanh Long. Hey John. Xin chào. Dạ, đầu tiên là mời khách ngồi nè. Mời anh khách ngồi luôn. Ây cha, anh Trương Thanh Long bao nhiêu năm mà vẫn giữ được phong độ như vậy, đặc biệt là cơ thể săn chắc, body 6 múi của mình. Bí quyết làm sao vậy anh? Tập mỗi ngày hả anh? Bí quyết của Long thì thật ra là đơn giản thôi, đó là ăn ít và tập nhiều. Ủa, ăn ít tập nhiều lắm mệt không anh? Long nghĩ rằng là tại vì ở cái tuổi của Long thì mọi thứ là giống như là sao ta, mình phải nói là đến cái tuổi đổ sụp rồi đó. Ui vậy hả? Không đâu, anh là 8X mà đúng không? Em cũng 8X nè, mà sao nhìn em già anh? Đôi khi mọi người sẽ có một cái thói quen là ăn uống rất là thoải mái, yeah. Và bên cạnh đó thì quên mất cái chế độ tập luyện. Còn đối với Long thì Long làm ăn vừa đủ, yeah. Và tập luyện cũng vừa đủ, như vậy thì để mình duy trì được cái sức khỏe. Như vậy là anh sẽ hạn chế những loại dinh dưỡng như thế nào? Long sẽ hạn chế giống như là hầu như là tất cả những thức ăn mà thức ăn nhanh. Như vậy anh dường như là một người khó tính trong việc ăn uống đúng không ạ? Long cũng là một người tương đối khó trong việc ăn uống. Dạ. Tại vì bản thân thì mình cũng biết nấu ăn chút chút. Với sự khó tính này thì không biết là hai fan hâm mộ ngày hôm nay sẽ xuất hiện và vượt qua thử thách như thế nào để làm hài lòng cái khẩu vị của anh Trương Thanh Long. Nhưng mà đầu tiên á là phải order món ăn trước rồi đã, để lát nữa giữ bí mật lại, tiết lộ có mẹ hay sao. Ok. Dạ. Bây giờ anh Trương Thanh Long hãy viết ra tên của hai món ăn mà ngày hôm nay anh mong muốn được thưởng thức. Rồi, tự nhiên cảm thấy căng thẳng quá. Anh giấu nha, em cũng không được thấy luôn. Sao giấu? Giấu, khán giả không được thấy luôn, không ai thấy hết. Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ Hoàng Đắc Bơ sẽ mời ra đây sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ. Anh đợi chứ nha. Nào, hai người đẹp ơi, xin mời sự xuất hiện của bạn Phương Quyên và bạn Huyền Trang. Xin mời. Hello. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Sao anh? Chính cho em cũng không ngờ là chương trình casting chọn ra hai bạn fan dễ thương quá. Dạ, xin mời em giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, em tên là Phương Quyên ạ. Hiện tại em đang làm công việc trợ lý giám đốc. Wow. Em tên là Huyền Trang, hiện tại em đang là kinh doanh spa. Các bạn có cái tình cảm như thế nào, đặc biệt ra sao dành cho nghệ sĩ Trương Thanh Long ạ? Trước đây em cũng có xem một cái bộ phim Những Cô Gái Chân Dài thì em đã biết ảnh từ cái đợt đó. Và sau này cũng theo dõi và biết ảnh là một nhà thiết kế và cái gu của ảnh ăn mặc rất là style nên em rất là hâm mộ. Dạ, cảm ơn em. Còn với em thì sao? Em cũng biết ảnh qua cái bộ phim Những Cô Gái Chân Dài, xong rồi biết là anh đã từng theo học ở trường cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Đó là quê nhà của em. Ủa vậy hả? Dạ. Ô, cùng quê. Về việc ăn uống nãy giờ chắc tụi em cũng có nghe sơ sơ rồi đúng không? Dạ. Thì cảm thấy hơi hồi hộp không Quyên ha? Dạ, em cảm thấy quá hồi hộp luôn anh. Tại vì không biết là nếu mà mình nấu nướng như thế nào mà để hợp với khẩu vị với một người khó tính như vậy. Còn với Trang thì sao? Theo kinh nghiệm từ từ thôi ạ. Ví dụ như hôm nay mình nấu món này chưa tốt hoặc là không đạt khẩu vị thì mọi người sẽ cho ý kiến, vì mỗi người một khẩu vị khác nhau ạ. Dạ, bữa nay là sẽ là một thử thách nữa dành cho hai bạn nữa nha. Bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng chờ đón xem hai nam thần nào là fan hâm mộ của Mỹ Linh ngày hôm nay đến đây để sẵn sàng đón nhận hai món ăn mà bạn đã đặt hàng. Dạ. Nào, xin mời sự xuất hiện của Duy Hưng và Duy Khang. Trời ơi, chưa? Trời ơi, tôi gặp rồi mà tôi còn hết hồn hết chưa? Mời hai bạn. Gái đã có chồng. Ủa gì vậy? Chưa gì dặn nhẹ câu rồi. Rồi, mời hai bạn ngồi. Em dặn em trước. Dạ, mời Mỹ Linh. Diễn viên Mỹ Linh mà chúng ta thấy được trên sóng truyền hình với những bộ phim truyền hình mà cô ấy đã tham gia rất là tài năng đúng không nào? Và hai bạn, đây là bạn Duy Hưng, đây là bạn Duy Khang. Rồi ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy? Dạ, em ăn bắp. Wow, vậy đúng gu rồi, đúng tủ rồi. Hy vọng bữa nay tủ không đè. Còn Duy Khang ăn gì đẹp trai vậy? Em ăn cơm má em nấu. Tất cả những người mẹ nào cũng mong muốn con mình dinh dưỡng đầy đủ để tăng phần đẹp trai. Hai bạn có thể nói lên những cái ấn tượng của mình và tình cảm ra sao đối với nghệ sĩ diễn viên Mỹ Linh. Xin mời bạn. Em tên là Nguyễn Duy Hưng. Thì em năm nay 24 tuổi. Công việc hiện tại của em là một nhân viên kinh doanh của một shop thời trang. Em có xem được một vài bộ phim của chị Mỹ Linh đó. Em rất thích những vai diễn đó của chị, đặc biệt là trong phim Không Lối Thoát. Còn với Duy Khang thì sao nào? Dạ, em tên là Duy Khang. Hiện em đang học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em biết chị Linh trong phim Tiếng Sét Trong Mưa không chị? Trời ơi, hai cái dấu ấn. Dạ. Và bây giờ sẽ mời anh Lê Huỳnh cùng với quý vị khán giả chào đón hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay. Đó chính là C Nguyễn và Anh Thi. Chào hai bạn. Rồi, mời hai bạn. Chào tụi em. Bây giờ mình giới thiệu đôi nét về mình nào, mời bạn. Dạ, em tên là Anh Thi, hiện đang là diễn viên. Ồ, diễn viên hèn chi gương mặt rất là sáng ha. Nhưng mà còn bạn thì sao nào? Em xin chào anh Huỳnh, em xin chào anh Hoàng. Em là C Nguyễn, cũng hiện tại đang là diễn viên. Thật sự thì về nấu ăn á, thì em cũng biết chút nhưng mà vì hâm mộ anh Huỳnh nên em tới đây. Chứ cũng phải là không phải là nấu ngon đâu, nói chung là biết nấu thôi. Dạ. Anh cũng sẽ cố gắng hỗ trợ cho hai bạn để có thể vượt qua cái thử thách, bởi vì nấu nướng trong gian bếp nhà anh nó khó lắm em, không phải đứng bình thường mà nó phải lăn lê bò trường này nọ, ghê gớm lắm. Đầu tiên sẽ là thử thách nhẹ nhẹ về kiến thức, xin mời hai bạn cầm bạn lên. Dạ. Chúng ta sẽ trải qua ba cái thử thách nho nhỏ để lật ra ba ẩn số với ba con số sau đây, 1, 2, 3 hen. Trong ba con số này sẽ có một cái huy hiệu tầng bếp để các bạn tận dụng điều đó để nhờ quyền trợ giúp của anh Lê Huỳnh bất cứ lúc nào mình muốn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Xin mời hai bạn cùng anh Lê Huỳnh nhìn hình ảnh sau đây. Dạ. Đấy. Rồi câu hỏi như sau. Đây là cây gì? Dạ. Câu hỏi dài ghê. Hoa. Hoa gì? Em muốn ghi sao ghi? Bông gì? Cây gì hả? Rồi, xin mời đáp án 3, 2, 1. Mời hai bạn. Dạ, đây. Trời đất ơi, cả hai chị em chắc có vẻ hòa hợp với nhau chứ ở chung nhà hen. C thì trả lời là đây là cây hoa tím. Đúng rồi, nó tím thiệt. Dạ. Còn bạn Anh Thi thì hơi tím rìm nữa. Rồi, đúng là nó màu tím thật, nhưng tên thật của nó là cây hạt é. Cây hạt é hay còn gọi là cây húng quế, được trồng ở rất nhiều vườn quê và là nguyên liệu nấu ăn quen thuộc của các nhà nội trợ. Cây hạt é không chỉ dùng lá làm nguyên liệu mà cả hạt của nó còn có rất nhiều công dụng hữu ích đối với sức khỏe của con người. Hạt é đã được dùng làm nguyên liệu sản xuất khá phổ biến trong các loại nước uống giải khát vào mùa nắng nóng, giống như là nước nha đam hạt é đường phèn, xương sáo hạt é. Như vậy là câu này không ai trả lời đúng nên quyền lật ô số sẽ thuộc về anh Lê Huỳnh. Xin mời anh. Thôi anh chọn số 3 đi. Số 3, xin mời ô số 3. Từ khóa bên trong ô số 3 đó là cá, là của biển, của sông, không phải của anh. Tại vì anh ăn cá không được cho nên cá nó thuộc về sông biển chứ không phải của anh. Dạ, không phải thế giới trong cái thế giới ẩm thực của anh. Thế giới ẩm thực của anh. Ủa vậy thí dụ những món được chế biến từ cá giống như nước mắm thì sao? Anh ăn được nước mắm không? Nước mắm thì ok. Cái đó là hương vị quê hương rồi. Dạ. Không có thiếu được trong cái bữa cơm của mình. Dạ. Bí gù anh ha, bí gù anh rồi. Tại nữa nấu ăn đừng bỏ con cá vô nha. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai, hai bạn chú ý lắng nghe. Cầm bạn lên. Dạ. Rau chân vịt còn được gọi là gì? Ủa em ghi lưu hả? Không đọc mấy cái gợi ý hả? A. Cải thảo, B. Cải bó xôi và C. Cải ngồng. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết giờ, xin mời hai bạn xoay đáp án ra. C. Cải ngồng. B mới là đáp án chính xác, là cải bó xôi. Rau chân vịt là cách gọi khác của cải bó xôi, được ví như một siêu thực phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Cải bó xôi có nhiều cách chế biến như làm nguyên liệu cho món salad, nấu canh, xào tỏi. Như vậy là ở câu hỏi này thì hai bạn không ai ghi được điểm và giành quyền ưu tiên để lựa chọn ẩn số. Thì xin mời Mỹ Linh. 1, 2, 3. Em chọn ẩn số đi. Em chọn số 1 đi. Xin mời số 1. Chỉ có thể là sống. Lạng sao? Nó có ý nghĩa gì với em? Có một cái loại thực phẩm mà tới bây giờ em cũng không hiểu lý do tại sao luôn á. Trái khổ qua. Em có thể ăn sống nhưng mà nấu canh lên em ăn không được, xào lên em ăn không được. Ủa gì kỳ vậy? Em ngược đời với người ta vậy. Có thể là em xắt lát ra xong rồi em ngâm với nước đá giòn giòn á. Em ăn bình thường không sao và em cảm thấy rất là ngon và cảm giác nó rất là ngọt nha. Mà mỗi lần xào hoặc nấu canh lên tự nhiên em thấy nó đắng nghét. Cảm ơn Mỹ Linh rất nhiều đã chia sẻ một cái điểm rất là thú vị trong cách ăn uống của cô ấy. Và đây chính là thử thách thứ ba, thử thách cuối cùng ngày hôm nay dành cho hai bạn để giành quyền ưu tiên lật từ khóa cuối cùng. Bên cạnh đó là chọn phần bếp cho riêng mình. Góc nhìn điện ảnh của anh và thời trang nữa. Anh thấy hai đẹp hợp với hai chân vịt. Thật ra thì cả hai đều không hợp hết á. Hai cô gái vô cùng nhỏ nhắn xinh đẹp rồi, mặc đồ rất là... Dạ, nhưng mà em thấy đẹp là được. Cứ đeo chân vịt vô nhìn như hai con vịt con rồi đó. Dễ thương, đáng yêu hết sức. Nào bây giờ hai cô vịt đáng yêu ơi, hãy chọn cho mình màu bóng của riêng mình đi. Bạn Trang và bạn Quyên, các bạn chọn màu nào nè? Em chọn màu xanh. Rồi, bạn Quyên chọn màu vàng nhé. Nhớ kỹ màu của mình. Và nhiệm vụ của hai bạn sẽ đạp bể bóng của đối phương. Có nghĩa là bạn Trang đã chọn màu xanh, đồng nghĩa việc bạn phải đạp bể bóng màu vàng. Còn bạn Quyên đã chọn bóng màu vàng, bạn phải đạp bóng màu xanh. Ai trong vòng thời gian 1 phút 30 giây còn nhiều bóng hơn thì người đó sẽ chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời, có gì bây giờ em sợ tiếng không nổi quá dữ luôn. Không có quyền cản trở nhưng mà nhớ fair play nha. Ơi chà, úi chà, chà, ấy chà, nhớ kỹ màu bóng của mình nha, đừng có đạp lộn bóng nha. Úi chà, đạp lìa, đạp lìa, đạp lộn bóng à, phải dùng chân đạp nha, té đuổi té ấy, trời ơi, úi trời ơi, úi chà, úi chà, còn một trái kia, rồi úi chà, ấy da giỏi quá. Giờ coi ai giỏi hơn đây không? Ấy trời, suốt rồi coi nè. Còn trời ơi, nhìn đẹp vậy chứ còn phần độc nữa mà độc ác á, ghê thiệt. Vì muốn giành để chiến thắng, các bạn ấy đã sử dụng hết tất cả các chiều bài khác nhau. Như vậy chúng ta chỉ còn một trái bóng màu xanh sau khi kết thúc 50 giây thôi, và trái bóng màu xanh này đã thu về quyền sở hữu của bạn Huyền Trang, đồng nghĩa việc bạn giành chiến thắng tại vòng thi đấu này. Chúc mừng Huyền Trang. Mệt không ạ? Mệt lắm. Và bây giờ xin mời quý vị dành đôi chút thời gian để hai người đẹp nghỉ ngơi một tí. Xin mời số 2. Thánh mắm. Ủa ngộ nha. Thánh mắm. Như vậy anh có phải là sinh ra từ Châu Đốc không anh? Quê anh đâu? À không. Quê Long thì nó lại hơi ngược ngạo, Long ở trên núi. Ủa Tây Nguyên hả? Đà Lạt. Về thánh mắm thì sao ạ? Thánh mắm là có nghĩa là đối với Long thì một cái bữa ăn nó cần phải có hương vị. Dạ. Và nó cần phải có sự đậm đà. Chính vì vậy mà trong mỗi bữa ăn thì Long rất là quan trọng lấy cái chuyện nước chấm hoặc là giống như là những cái món mà mắm đi kèm. Chỉ là ăn uống mà không có cần phải cầu kỳ qua loa. Ví dụ như ăn rau luộc, một cái chén mắm ngon. Dạ, trộn, sau đó mình có thể sống nữa, trộn dưa leo sắc mỏng. Đói bụng quá. Nghe thèm quá. Nói xong là thèm đúng không? Cảm ơn anh. Như vậy là lát nữa cũng có gì nhớ chú ý kỹ phần nước chấm và phần mắm nha. Hai người đẹp lưu ý nha. Chỉ cần mà bài trí mà nhiều nước chấm, thậm chí là một món mà tới 10 chén nước chấm khác nhau trên bàn là anh khoái liền. Có khi vậy, khó tính mà. Sau khi trải qua 3 thử thách thì Duy Khang đã nắm được quyền ưu thế. Bạn đã giành chiến thắng qua 3 vòng thử thách đó. Thứ nhất là bạn được chọn món ăn mà Mỹ Linh đã đặt hàng ngay từ đầu chương trình. Một bên là tôm sốt cay, một bên là miếng xào cua. Hai món quá quen thuộc luôn. Bạn chọn món nào nè? Dạ em nghĩ là em chọn tôm sốt cay. Rồi, chúc mừng em. Như vậy là với quyền ưu tiên của mình, em đã chọn món tôm sốt cay. Rồi, Hoàng Đắc Bơ xin phép thay mặt Mỹ Linh trao món miếng xào cua cho bạn. Ăn này chưa? Dạ rồi. Mà làm chưa? Dạ chưa. Hợp lý quá. Chúc bạn thành công nha. Dạ rồi. Thì anh Thi nè, em sẽ có rất nhiều đặc quyền. Nhưng mà đầu tiên là em sẽ được chọn cái món ăn ngày hôm nay anh Lê Huỳnh đã đặt hàng sẵn. Dạ. Trong hai món này em hãy xem món nào sở trường của mình chọn món đó. Xin mời. Một bên là steak, có nghĩa là beef steak, là món bít tết. Một bên là tôm sốt bơ. Em chọn món nào? Em sẽ chọn món này. Món là steak ha, dạ. Bít tết ha. Tại sao? Tại vì em nghĩ là anh Huỳnh á, thì ở bên Mỹ chắc ăn steak rất là chuẩn. Dạ, em sẽ làm thử coi là anh xét cái món này như thế nào. Dạ, mà em có từng làm món này chưa? Dạ chưa. Trải nghiệm. Dạ vâng. Phải có một lần trải nghiệm. Ok, xe quê đâu cưng? Dạ em ở Quảng Nam. Quảng Nam, bữa nay mình ăn tôm Quảng Nam sốt bơ nha. Các em thành công nha. Chứ cái món này là anh thấy nó hơi phức tạp hơn món này nha xe nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lộ diện hai món ăn đó ra. Trong hai món ăn này thì bạn Huyền Trang là người đã chiến thắng ở thử thách cuối. Bạn có quyền lựa chọn một trong hai món này đúng với sở trường của mình. Đây, hai món ăn. Một bên là bò cuộn nấu kim châm, một bên là tôm trứng muối. Cả hai món đều rất thơm, rất bổ dưỡng. Thì theo kinh nghiệm của một người phụ nữ đã có gia đình thì em chọn món nào? Theo như nãy giờ em được nghe anh Long chia sẻ thì anh Long vẫn thích là những hương vị đậm đà hơn. Thì em sẽ chọn tôm trứng muối. Ồ, tôm trứng muối, nghe trứng muối thấy mặn mà đậm đà đó. Quá không? Như vậy chúc mừng bạn. Nào, giữ lấy tờ giấy này, đặc biệt là nét chữ của anh Long nha. Quý lắm nha. Như vậy là món bò cuộn nấm kim châm sẽ thuộc về em. Dạ. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng mà chế biến làm sao đúng với khẩu vị của anh Long mới là điều khó khăn. Và bây giờ xin mời cả nhà mình vào bếp thôi. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ sẽ là phần chinh phục khẩu vị ngôi sao của anh Trương Thanh Long. Hãy sẵn sàng với phần chế biến thức ăn của hai người đẹp. Với góc nhìn của khán giả thì khu bếp bên trái đã thuộc về bạn Quyên với món bò cuộn nấm kim châm. Bếp bên phải đã thuộc về bạn Huyền Trang với món là tôm trứng muối. Tất cả những nguyên liệu phụ và chính đều đã sẵn sàng ở hai khu vực bếp. Nhưng mà hãy lưu ý, mỗi khu vực bếp đều có thử thách nhỏ để giúp cho các bạn được quyền sử dụng những món nguyên liệu đó. Và người vượt qua thử thách không ai khác chính là Long. Bên cạnh những thử thách đó thì anh Long cũng phải để ý rằng hai người đẹp đang nấu ăn trong một cái tình trạng nó không được bình thường. Bên bạn Huyền Trang thì bạn đang đeo một cái đai massage. Mà bây giờ anh sẽ bật chế độ on cho massage nha em. Đây. Tiếp. Này. Hay đã không? Hơi phê. Lát nữa tăng thêm cấp độ nha. Là anh có bao giờ anh nấu ăn mà để chế độ massage vậy bao giờ chưa? Không thì cái mới gọi là thử thách đúng không? Nhưng mà hôm nay cũng rất hợp với Huyền Trang là tại vì Huyền Trang làm về mảng spa nên chắc là cũng ngồi máy rung quen rồi đúng không? Cũng quen bình rồi, thường em vẫn ngồi máy rung nhưng mà em không chưa bao giờ mà rung để mà chiên hay là nấu ăn hết. Vậy hả? Vậy em lát nữa cẩn thận nha. Còn với bò cuộn nấm kim châm của bạn Huyền Trang thì bạn ấy đang mang một cái đôi guốc rất là đặc biệt, ở dưới là hai cái lon. Nhiệm vụ của em là phải di chuyển trên hai cái lon này, cố gắng đừng té nha. Rồi, cảm ơn hai người đẹp và bây giờ xin mời hai người đẹp bắt đầu. Với sự góp mặt của nghệ sĩ Lê Huỳnh thì hy vọng anh sẽ động viên cho hai người đẹp là C Nguyễn và Anh Thi vượt qua thử thách của mình, bởi vì hai bạn ấy đang bị hạn chế về mức độ biên độ dao động di chuyển của mình. Bởi vì sao? Bên Anh Thi á, thì đeo dưới chân mình rất nhiều chiếc ly đầy những trái bóng trong đó, di chuyển nó phải chậm lại nha, không mà rớt bóng ra ngoài thì phạm quy. Còn bên đây C còn khó hơn nữa nè, khó hơn tại vì hồi nãy là Anh Thi là chiếm quyền ưu thế nên chỉ bị đeo chân thôi, chứ mà C á, là phải đeo ngay tay luôn, mà tay là chính là đôi tay rồi mình làm bếp mà. Bây giờ rớt banh ra là bị trừ điểm đó, cố gắng nha, cố gắng nha em. Tại hai vị trí mà đúng với gian bếp bạn Duy Khang đã lựa chọn thì bạn này có một cái tập về rất là đặc biệt. Tập về này mang tên bao bố. Bạn sẽ phải nhảy bao bố mỗi khi mình di chuyển để lấy được những món nguyên liệu hay là những vật dụng nào đó theo hình zigzag, vượt qua khỏi những cái chướng ngại vật ở dưới chân. Duy Hưng cao quá, cao là nhờ hai cái lon ở dưới chân. Bạn đang phải có một đôi dép rất là đặc biệt để có thể di chuyển trên hai chiếc lon này. Mỗi lần đi lấy đồ mình phải đi vượt qua các chướng ngại vật theo hình zigzag luôn nha. Xin mời hai bạn đeo tập về. Hãy lưu ý những vật dụng như là dao kéo, khu vực của Duy Hưng bự lắm, nó có như đây thôi. Còn vật dụng bên Duy Khang nhỏ lắm, nó như đây lận. Bên cạnh đó là những cái áp lực về thử thách dành cho bạn Mỹ Linh. Bởi vì chúng ta sẽ có rải rác 4 cái thử thách, nó nằm ngẫu nhiên ở đâu đó trong những cái hũ gia vị hay một cái góc nào đó. Để làm sao Mỹ Linh phải vượt qua những thử thách này thì người chơi mới được quyền sử dụng những món đó nha. Bởi vì muốn ăn đâu dễ. Chuẩn bị nào. 3, 2, 1, xin mời các bạn đeo bao tay vào. Linh qua phòng khách chờ đi em, ngồi đi em. Sao em thấy mình giống chơi đồ hàng quá vậy? Có thử thách, có thử thách. Hả? Cái gì vậy trời? Ngồi chưa kịp nóng luôn á. Làm miếng mà không có miếng, bây giờ có thử thách để lấy miếng. Là chị Mỹ Linh phải ngậm 3 viên kẹo bông dẻo cùng một lúc và hát một bài hát bất kỳ. Ủa mà mình có bị thời gian không? Thì em cứ hát bài là bạn ấy sẽ được quyền sử dụng miếng. Trời ơi, 3 viên ô nữa đi em. Cái máy tính nó đánh lộn số 3, số 8, đất 8, số 3 đó. Ăn 8 cục. Cái gì 8 cục? 8. Đúng là trầm trồ với cái khẩu hình của Mỹ Linh. Anh thấy bên kia cầm thử thách rồi đó. Lại nè, 2, 3 bình tĩnh nè. Vô. Em beatbox hả? Hát đi. Vô. Ôi trào nước mắt luôn hả? Trời, bài hát em cảm động lắm đúng không? Nếu em không vượt qua được thử thách này là không có miếng ăn đâu cưng. Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trồ bông. Tình anh nó lối anh trăng bông, cây nước tròn ngày mùa đốm bóng. Qua rồi, ok, dùng miếng đi. Thật ơi, được dùng miếng rồi đúng không anh? Anh Hoàng ơi, em có một thử thách. Ok. Đó là dùng bút lông vẽ vào tấm bảng 5 loại củ quả bất kỳ mà em siêu cầu. Ủa vậy hả? Mà anh đang muốn dùng món gì mà em đọc thử thách với anh vậy? Đó là bò. Món nấu của bạn Thi mà không có thịt bò coi như là thiếu sót lớn lắm anh. Bít tết mà không thịt bò thì anh bít tết cái gì đây? Bây giờ thì đây là cái bảng ha, anh vẽ làm sao cho giống nha anh, để em đoán được cái loại đó là loại gì. Rồi bây giờ em yêu cầu anh vẽ trái táo đi. Táo, trời ơi, trái thì dễ đơn giản, đề bài đầu tiên phải dễ dễ cho anh em vượt qua chứ. Rồi táo đâu, cho em coi trái táo đi. Trái táo được. Trái mãng cầu đi. Cầu á, mãng cầu sim hay là mãng cầu ta? Mãng cầu ta đi, chừng sim thì bự quá. Được cho anh. Hơi khó. Dạ, mãng cầu anh hình như nó đang nặng mụn hay gì nổi quá. Dễ thương. Trái mãng cầu kiểu cái gì? Nhìn biết mãng cầu liền đấy không? Dạ, mãng cầu. Trái trái dừa đi anh. Dừa, trời ơi, dừa quá dễ. Dân miền Tây là phải biết trái dừa. Ồ, đẹp à, dừa phải có thớ thớ này nọ, bóng bóng mà. À, mà cái cuốn dừa trừ điểm nha C nha, anh nghe tiếng banh rơi nha C nha. Trái dừa. Ok, trái dừa. Trái dừa rồi. Cái đu đủ đi anh. Đu đủ trừ thêm điểm nữa cho C. Rớt quá trời rớt vậy. Tội nghiệp. Nãy giờ mình được 4 trái rồi nha, ráng nha. Trái đu đủ là trái thứ tư nữa nha. Đu đủ. Trời. Anh khéo tay nha. Anh cho khán giả coi trái đu đủ của anh đi. Dễ thương. Rồi, cái xoài đi anh. Xoài hả? Dạ, xoài đi. Xoài đó, con cũng có cái cuốn nè hen. Có cái cuốn nè, xoài thì nó vậy thôi. Dạ, hơi nó hơi rổ rổ một tí, nhiều lúc nó hơi muối tiêu một tí trên vỏ nên đúng không? Đó, không cho xoài. Xoài. Chúc mừng anh. Như vậy là bạn Thi được quyền sử dụng thịt bò rồi nha. Anh ơi. Anh Hoàng ơi, em cần anh hỗ trợ cái dầu hào. Em rồi xong bò luôn, dầu hào nấu ăn bò cuốn kim châm là phải có dầu hào. Anh thấy cái vụ ăn uống này của anh nó không có hạnh phúc. Em đọc to thử thách đó đi cưng. Dạ. Hãy tạo 5 dáng chụp hình đáng yêu. Trời ơi, đúng sở trường luôn. Chả lẽ giờ một siêu mẫu điển trai nhanh mà không biết tạo dáng. Anh tạo dáng thời trang thì được, hoặc là tạo dáng cool ngầu thì được. Em nhìn cái mặt anh đi như thế này mà nó có chỗ nào đáng yêu. Đáng yêu hợp với mấy bé kid đó, thời trang kid, thời trang baby, thời trang em bé. Nên thành ra là hôm nay đúng là coi như là đúng là chương trình này nó sẽ đưa anh vô một cái level. Đúng là lần đầu làm chuyện ấy luôn á. Làm chuyện ấy. Rồi xin mời ra giữa. Hy vọng mọi người không có hoảng loạn và kinh rợn. Tạo dáng chụp hình đáng yêu nha. Trình diễn đáng yêu nha, trình diễn thời gian với trình giỡn thời gian nha. Đáng yêu đúng không? Bây giờ trình diễn thời gian đúng không? Bây giờ đi ra ngầu đúng không? Tạo dáng đáng yêu. Trời ơi trời, trời ơi trời. Ok, một cái tiếp. Còn đây là tạo dáng tiếp theo. Hey, con mèo. Hey, con mèo có 4 cái tay hả? À, cái này con thỏ. Không em, con thỏ. Con thỏ. Ok. Đáng yêu. Trời ơi trời, đáng yêu. Rồi ba dáng rồi. Ha, con vịt. Đâu có. Ủa, con này là con vịt hả? Con vịt mà con này chứ. Con này con gà. Đó. Okay. Đó, 4 dáng rồi, 5 dáng. Để ta thắng lên. Ok, cảm ơn Long. Rồi, okay, cảm ơn. Chúc mừng bạn Nguyên, bạn được quyền sử dụng món dầu hào. Đây, kính thưa quý vị, hai siêu phẩm của hai người đẹp ngày hôm nay đã chế biến ra để dành tặng cho anh Lê Huỳnh. Chúc mừng anh với tình cảm của hai bạn đã dành cho mình. Một bên là bò bít tết, còn bên á là tôm súp bơ ha. Bây giờ hai món này nè, về ngoại hình anh có đánh giá gì không? Ngoại hình thì anh thấy là bắt mắt lắm á. Bây giờ thì xin mời anh Lê Huỳnh sẽ thưởng thức món tôm súp bơ. Nhưng mà giờ thử trước coi cái này nha. Mùi hương như thế nào? Vị ra sao? Ngon. Ngon. Em nêm rất vừa, ngon. Cái bơ thơm. Như con cái, em muốn ngon nữa em phải lột cái vỏ ra. Em đừng để vỏ. Tôm sốt bơ như hầu như người ta không có để vỏ. Ta phải lột ra, của em xẻ giữa ra. Cho nở con tôm ra. Cho nó nở tôm tròn lại vậy nè. Cái bơ nó quá nhiều. Nhiều hơi ngấy đúng không? Nó hơi ngấy. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với món ăn tôm sốt cay của bạn Duy Khang. Không biết là cái thông điệp của bạn như thế nào với món ăn này? Dạ em làm món này thì cũng chúc chị có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều vai diễn hay để cống hiến cho khán giả yêu thương của mình. Rồi, mời Mỹ Linh, em cứ tự nhiên nhé. Bữa nay em là chủ tiệc mà. Đó, bây giờ phải nếm tôm sốt cay là phải nếm cái nước sốt trước. Nó cay không? Cấp mấy? Cây là cây chín nè. Cây là chín á. Bạn làm là bỏ bao nhiêu trái ớt vô trong này? Dạ 2 trái ớt với 1 ít tương ớt. 2 trái ớt với 1 ít tương ớt. Nhưng mà quan trọng là cái vị chua ngọt mà dạ. Bạn thấy sao? Chua. Trong này có cái vị chua. Em cảm giác hình như là nó chua hơi nhiều. Chua này là từ đâu vậy? Chắc từ chanh. Em thấy. Trời ơi. Tả thôi mà thiệt á, cái dịch vị nó tiết ra hấp dẫn quá quý vị ơi. Cái này là phải kèm với cơm trắng. Đấy, và đây thành quả sau bao nhiêu công sức của 2 người đẹp đã nấu ăn cho anh Trương Thanh Long. Và đây chính là món quà vô giá ngày hôm nay để bù lại năng lượng mà anh đã đốt cháy nãy giờ. Dạ, nãy giờ coi như là sơ sát luôn đó, bây giờ chỉ cần nhìn thấy món ăn là chị muốn ăn hết thôi, nạp năng lượng. Ủa, sao đầu giờ anh nói anh kén ăn lắm mà. À không em ơi, nãy giờ mà kiểu quật qua quật lại tôi thấy là phải nạp năng lượng thôi. Thì anh muốn thưởng thức món nào trước? Nãy giờ là cái phần thắng là phần thắng vòng thứ 3 là của người đẹp bên này. Dạ, của Huyền Trang. Là Long sẽ ăn thử món này trước. Cái dĩa này trời ơi, trình bày rất là hoành tráng luôn nha. Đây anh lấy cho em nha. Rồi mời Huyền Trang. Dạ, để em bỏ đây. Rồi. Ăn lịch sự hơn anh. Dạ, ngay. Anh là ăn. Dạ rồi, ăn trực tiếp luôn em. Trời thôi em ơi. Wow. Anh thấy rất là đậm đà. Lúc đầu thì thật sự là không có nghĩ nó ngon đến như vậy, nhưng mà thật ra đến bây giờ ăn thì ngon quá đáng luôn. Hết sảy. Hết sảy à? Chà Nguyên, em thấy hồi hộp không? Chứ món nó cũng ngon quá. Khi mà Long ăn món tôm thì Long sợ nhất những cái món mà khi mà có con tôm á, mình không có cảm giác được độ tươi của nó. Dạ, đúng rồi. Mà ở đây thì cái vỏ giòn, gia vị nếm cũng rất là vừa miệng. Và bên cạnh đó là có con tôm mà khi Long ăn vào thì Long cảm giác là nó ngọt và vẫn còn tươi. Rõ ràng là phụ nữ của gia đình có kinh nghiệm. Và cảm ơn anh Trương Thanh Long đã đến đây cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao, có được những trải nghiệm rất là tuyệt vời cùng với 2 người đẹp. Và cảm xúc của anh như thế nào ạ? Thật sự thì lúc đầu Long đến với chương trình, Long nói rằng là chắc đến đây được ăn ngon. Mà thật sự là ăn ngon thiệt. Và cái gì cũng có cái giá đó là có cái giá thì đó là hành sắp mặt rồi mới được ăn uống một cách ngon lành. Và thật sự là cảm ơn chương trình đã cho Long một cái cơ hội để được chia sẻ những cảm xúc, và bên cạnh đó thì thưởng thức những món ăn vô cùng tuyệt vời của 2 người chơi. Xin cảm ơn Trương Thanh Long rất nhiều và chúc cho anh mãi mãi giữ được phong độ này và càng ngày càng phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17h50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông BEE. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.